Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thơ mò nào. Đầu tiên mình sẽ đi chọn mò để tô cho bức tranh của mình các bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình đi tô mò nhé. Mình cảm ơn các bạn. Mình đi gọi bút đã các bạn này, mình cồn hết mất rồi. Tình chúng ta bây giờ tan vỡ.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like để đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Đầu tiên mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Hôm qua